Anh Trung chào các em. Thì à, trong video ngày hôm nay thì anh sẽ chia sẻ với các em về cái phép lịch sử và cái ứng xử trong văn hóa của người đang mạch khi mà chúng ta làm thân kết bạn à, với những người bạn đang mạch. À, thì cái chương trình mà thực tập sinh nông nghiệp tại đang mạch các em sẽ qua đó trải nghiệm 18 tháng. Thì anh không muốn là các em chỉ đem về vài trăm triệu về à, và một số cái trải nghiệm cá nhân. À, anh muốn các em có thể là tương tác, giao tiếp và làm thân được với những người đang mạch. Thì đó là cái cách mà mình hòa nhập với lại cái văn hóa Mình học được cái à, con người của họ, đất nước của họ Thông qua những người bạn Thì à, hôm nay anh sẽ chia sẻ với các em một số cái quy tắc ha, lịch sự và ứng xử Trong lúc mà mình à, gặp gỡ hay là mình được mời tới một cái bữa tiệc Thì nó sẽ như thế nào Rồi xin mời các em à, cùng theo anh Thì ở trong cái đời sống á, à, trong Trong cái thời gian mà em thực tập bên kia nó sẽ chia làm hai phần Thứ nhất là cái đời thường À, mình gặp gỡ bạn bè, mình kết thân, mình đi chơi ha. Còn một cái nữa đó là về làm ăn. Ví dụ như sau này mình làm cho một công ty phía đăng mạch hoặc là một có người bạn nào giới thiệu với mình về một công việc một cái job mới hay là mình về nước hay mình làm việc cho công ty đăng mạch thì anh sẽ chia làm hai phần như vậy để anh có thể chia sẻ phần thứ nhất à, về cái văn hóa lịch sự trong đời thường à, thì nó sẽ có bốn cái chủ đề chính mà các em sẽ gặp phải thường xuyên đó là khi gặp gỡ thì mình nên làm sao, cách mà mình tặng quà cho họ vào những cái dịp ngày lễ, sinh nhật hoặc là người người ta mời mình tới ăn á, thì mình sẽ cư xử như thế nào cho nó phải phép và nó đúng cái văn hóa của người Đan Mạch và trong lúc ăn như vậy thì mình nên làm cái điều gì cho nó lịch sự? Tại vì các em biết là người Đan Mạch họ rất là quý nhau và khi thân với nhau rồi họ thường mời nhau về ăn tối, nó hoặc là đi ăn ăn tiệc gì đó thì thành ra mình hiểu mấy cái này để mình vào đó mình làm cho nó khỏi bị khớp và ở bên làm ăn thì anh sẽ có hai cái mục đó là quy tắc về cuộc hẹn và đàm phán khi mà làm ăn với cái người đan mạch theo cái văn hóa của bắc âu văn hóa của đan mạch nó khác với văn hóa mỹ nha các em trước đây anh có ở mỹ thì anh thấy nó hoàn toàn khác nhau đó thì thành ra là chúng ta cùng nghiên cứu xem là hai cái này nó như thế nào ok thì chúng ta bắt đầu đầu tiên mà khi gặp gỡ thì các em phải có sự phối hợp giữa tay nè ánh mắt và cái miệng của em phải cười nữa Chứ không ai bắt tay mà cái miệng mình không cười đúng không? <cười> thì khi gặp gỡ các em nên đứng thẳng lên hoặc là có một số trường hợp mà thân với nhau rồi thì có thể ngồi à, nhưng mà mới lần đầu gặp nhau hay là mới biết nhau thì các em nên đứng thẳng đứng lên để thể hiện cái sự lịch sự à, và khi đứng đó thì không có có luồn cúi hay là cúi đầu hay là hạ cong lưng xuống à, tại vì mình thấp vế hơn người ta cái đó không không có ở bên đất nước đang mặc nó tồn tại ở đất nước châu Á của mình thôi à, như Việt Nam ví dụ như người vai vế cao hơn mình những hạn mình phải cúi mình khom lưng thể hiện cái sự kính trọng nhưng phía đăng mặt nó là nó ngang hàng nó công bằng với nhau ha chủ hay tớ hay là nhân viên hay sếp điểm nhận mình cứ đứng thẳng đó ngay mà đúng không à, cái lực bắt tay của mình thì vừa đủ thôi em ha đó và khi mình bắt tay mình không nhìn một cái tay mà phải nhìn vào ánh mắt của họ và mình mở miệng mình cười cho nó thân thiện vào ha tay bắt thì cũng đừng có quá lâu <laughs> bắt em thấy vừa đủ rồi thì thả ra ha? bắt đầu bắt đầu nói chuyện với nhau đó và khi mà em tới em gặp nè, xong em trò chuyện hay là em đi tiệc ấy, xong khi mà em chia tay ấy, em cũng phải bắt tay lại ha và nói lời tạm biệt thì cái điều này nó nhưng như nó tồn tại trong cái nền văn hóa Việt Nam của mình rồi à, nhưng mà các em cần cũng phải chú ý ha, cái người nhiều lúc quên mất đi về cái giơ tay lên bay bay như này không á thì nó chưa có đủ thân mật ha, đó, thì có thể mình lại đó mình bắt tay thứ nhất là mình có cái sự thân mật thứ hai là mình thể hiện cái sự biết ơn vì người ta đã tới và mời mình tới ha rồi, em có thể nói là see you again hay là uh, goodbye gì đó ha, tùy theo cái cái chỗ đó em nói. Uh, nếu mà trong cái cái bữa tiệc đó hay là cái nhóm bạn bè đó nó có phụ nữ thì em nên bắt tay người phụ nữ trước khi bắt tay người đàn ông ha. Tại bên đó phụ nữ nó công bằng à, à nam nữ là bình đẳng, thành ra em phải bắt tay người phụ nữ thì nó tôn trọng nhiều hơn. Nó và họ cũng họ cũng rất 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 là thích À, tại vì họ biết là à em hiểu cái văn hóa của họ ha cho nên là có một nhóm ví dụ như họ một nữ hai nam ba nam như đó, em nên bắt tay với cô gái đó trước sau đó mới bắt tay những cái người khác sau ha Tiếp theo nữa là khi mà bạn bè với nhau thôi thì em nên là giới thiệu bằng tên ha nên là tên gọi của mình như anh tên Trung nè, em tên Hiền hay là em tên Nam mà đó thì à, mình bắt tay mình xưng tên ha. Xin chào tôi là Trung, à, rất vui được à, à, gặp gỡ các bạn, đó, kiểu mình nói vậy, ha? thì mình xưng tên. Nhưng mà trong cái, trong cái uh, bên cái làm ăn kinh doanh đấy các em, thì các em phải xưng cái họ và cái cái chức danh của cái người đó. Ví dụ như là xin chào ông Trung, xin chào uh, Miss Hiền chẳng hạn. Hay là ông đó là giáo sư, xin chào Professor John hay là hay là Doctor Hans chẳng hạn. Ha? Thì mình phải thêm cái, thêm cái chức danh của họ trước cái tên trước cái search name của họ thật ra nó mới thể hiện cái sự lịch sự trong cái môi trường làm ăn kinh doanh thì khi mà người ta đã nói ra à thôi đừng có gọi như vậy, gọi tôi là bằng tên gọi tôi thôi, thì lúc đó mình mới bắt đầu xưng tên giống như trong uh, tình huống bạn bè bình thường, ha, thế nên cái này các em cũng chú ý một xíu rồi, qua phần thứ hai là mình, khi mà đi chơi như vậy mình có quà cáp thì mình nên uh, tặng như thế nào, ha, hoặc là mời tới cái bữa ăn, bữa tối, bữa tiệc thì mình nên tặng quà gì thì các dịp lễ như là sinh nhật giáng sinh người đang họ rất thích tặng quà cho nhau và đặc biệt là những bạn bè thân thiết chúng ta cũng nên có một cái phần quà gì đó nó không có quá sề xòa, hay nó không có quá phô trương không có quá đắt tiền nhưng mà nó phải nó phải ghê tức là nó phải ấm cúng nó phải là dễ chịu nó phải là uh, có một cái ý nghĩa uh, cho tới cái người đó anh ví dụ như là khi các em được mời đến mà ăn tối uh, thì ba cái món quà mà thường người đang mặt họ đem tới cái bữa tối đó là một cái bó hoa đẹp ha hoặc là một hộp sô cô la mà sô cô la phải chất lượng cao nha chứ không phải là mua đại cái sô cô la trên siêu thị mà nó giảm giảm đâu người ta đánh giá mình hay là một cái chai rượu rất là quý ha thì cái này có thể là các em cần phải ra siêu thị hoặc là gặp gỡ nhiều á mình hỏi cái loại sô cô la nào là ngon nhất ở đan mạch chẳng hạn hay là loại sô cô la nào người đan mạch thích ăn hay loại rượu nào phù hợp với lại những cái buổi tiệc mình cũng hỏi luôn những cái người bạn bè đan mạch trước đây của mình đó để người ta gợi ý cho mình để mình biết mình cách mình mua À, tránh trường hợp mình mua lộ những cái hàng mà mà nó không có được phù hợp trong cái bữa đó lắm tiếp theo nữa là à, hoa thì em nhớ gói lại ha thì cái em thấy cái lá cờ đang mạch màu đỏ không cái màu đỏ là cái màu rất là đặc trưng để thành ra khi một gói hoa như vậy em nên gói bằng cái giấy báo hay là cái giấy gói màu đỏ thì nó sẽ rất là đẹp rất là tuyệt cho cái bữa tiệc đó à, đây là một cái à, bó hoa dài ha thì em cũng có thể kết hợp như vậy nó tạo ra được một cái cái cảm giác rất là rất là ấm áp nè à. Ha, một cảm giác rất là dễ chịu rất là thoải mái cho cái người gia chủ khi mà người ta mời tới em em thấy không? cái cách họ đang xen các màu sắc nè giống như một khu rừng thu nhỏ ha đó thì em cũng nên có thể là kết hợp những cái hoa dạ như vậy để tạo thành một bó hoa đẹp ha và có mắt có mắt thẩm mỹ xíu <laughs> đừng có có làm nó hơi xê xa đó nếu như mà em được mời tới cái cái party hay là một cái sự kiện nào long trọng á, thì thường là em phải gửi hoa trước ha nó giống như là um, khai trương nhà hàng khai trương cái tiệm giữa Việt Nam mình á, thì người ta thường là sẽ gửi hoa trước rồi người ta mới tới thành ra bên phía đăng mạch cũng vậy nếu như mà sự kiện long trọng đám cưới rồi đó ha hay là hay là khai trương cái gì đó em nên là đặt hoa hoặc là làm hoa trước và gửi trước khi mà em tới thì nó lịch sự hơn rất là nhiều và cái người cái người gia chủ người ta mời em tới họ cũng cảm nhận được cái tình cảm của em nhiều hơn Ha. À, tiếp theo là khi mà mình được mời tới cái bữa ăn ấy, thì mình nên cư xử sao à, cho nó đẹp à, cái hành vi cái cách à, ứng xử cái lời ăn tiếng nói ấy, như là cái tay chân của mình làm sao cho nó đẹp ở trong cái buổi tiệc đó à, không làm những cái hành động nó quá phản cảm <laughs> các em biết là khi mà mình ở việt nam mình đang đám dỗ đúng không đám cưới ấy, mình ăn mình nhìn vô mình thấy nó lộn xộn nhưng mà ở phía đan mạch nó rất là gọn gàng ha. mặc dù ăn nó cũng rất là gọn gàng À, và người ta chú trọng cái nội dung của cái của cái bữa ăn đó nhiều hơn là cái phần thức ăn à, ví dụ như ở giữa Việt Nam thì tập trung ăn không mà ăn món này ngon này rồi món kia không ngon này đúng không à, hay là chọn cái này không ăn cái này không ăn cái kia à, ăn nhiều cái này ăn ít cái kia chẳng hạn nhưng bên đang mặt họ tập trung vào cái câu chuyện và cái cái cuộc đối thoại đó nhiều hơn thì thành ra mình cũng phải hiểu biết một xíu à, thứ nhất là khi mà người đang họ mời em tới buổi ăn tối lúc 7 giờ tối thì nên tới đó khoảng là 7 giờ kém hoặc là đúng 7 giờ ha, đừng có đi trễ. Trong trường hợp mà em trễ quá 5 phút á thì em phải gọi cho người ta trước để báo cho mình không im im đợi 15 phút sau mình mới tới. Họ cũng rất là niềm nở, họ rất là welcome mình thôi. Nhưng mà à, đôi khi lỡ hẹn một giờ đúng không? À, muốn gặp lần nữa phải chờ trăm năm. Thì thành ra là họ lần sau họ không có muốn không có muốn mời mình nữa tại vì những cái người đang mặt ở trong cái buổi tiệc đó chẳng hạn, họ rất là đúng giờ nên họ không không thích một cái người không đúng giờ, ha, thì bảo, cái người không đúng giờ thường nó là sẽ không có tôn trọng cái người chủ hoặc là những người khách mời ở đó, ha? để người ta có thể là bắt đầu bữa tiệc đó, ha thì thành ra mình nên học cái tính cách đúng giờ của người đăng mạch. Như em thấy là em đi ra ga tàu đó, ha? xe buýt cực kỳ đúng giờ, lâu 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 mới miss một chuyến tàu hay chuyến xe buýt thôi, nhưng đa số là đúng giờ hết, nên là cái đúng giờ ở đăng mạch là một cái mà mình cần phải chỉnh đốn, ha, khi mà mình qua đó. Nếu như mình là một người hay trễ nải, ha nó khác nữa ở Việt Nam mình mời đến cứ 11 giờ 12 giờ mới đãi ăn, Ủa, tại vì cách nó đến trễ quá ha, cho à, nên là nếu mà em đến trễ là mất điểm ha, à, rất rất là mất luôn cái mối quan hệ đó, thì thành ra là mình nên đến đúng hoặc là đến sớm hơn một xíu thôi, đừng có đến sớm quá sớm và khi mà em vào nhà thì em nên hỏi cái người đang mặc người chủ xem là có cần phải cởi giày ra không, hoặc là em quan sát những người khác họ có mang giày hay không, ha, thì cái đó là cái góc nhìn của mình, cái cách mình quan sát để à mình biết là cái người đang mặc họ rất là gọn gàng sạch sẽ thì thành ra là cái nhà của họ mình mang đất mang cát đồ vô đó, thành ra nó dơ ừ, hoặc là họ có con nít con đồ đó chạy 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 nhảy dập mấy cái cái cát cái đất của mình đó, thì nó không có hay cho lắm thành ra các em nên có óc quan sát hoặc là nên hỏi ha, cái người host của mình cái người chủ gia chủ mà mời mình tới ha để mình xem coi là có hay không cái thứ hai nữa anh khuyên đó là các em nên mang cái tắc mới ha đa số mình đi làm mình mang tắc cũ đó thì nó sẽ có mùi hôi nên mình sẽ có dành riêng ba bốn năm đôi tất gì đó để dành riêng cho đi chơi ha. đó thì uh, như vậy thì nó sẽ em sẽ chuẩn bị được tốt hơn khi mà người ta mời em tới. rồi ở bên uh, phía đăng mặt này đó, nó có một cái văn hóa khá là hay rất là khi mà em được mời tới ăn ha thì em nên hỏi gia chủ xin phép là có thể đem được một cái món ăn mà mình chuẩn bị tới được hay không thì họ rất là welcome chuyện đó ha không như Việt Nam mình mời tới ăn là chỉ tới ăn thôi đó, bên đó thì họ sẽ đem thêm một cái món ăn anh ví dụ như em có thể làm món nem của Việt Nam ha hay là món gỏi hay là món gì đó anh đặc trưng của Việt Nam và em đem tới để mọi người cùng chia sẻ cái món ăn đó thì nó rất là hay ha? và nó có cái chủ đề để mà em có thể nói chuyện à, được trong cái bữa tiệc à, nếu như em không biết nói gì thì mình có thể nói về món ăn đó họ cũng sẽ hỏi về em về cái món ăn đó cho nên mình cứ trổ tài và mình xin phép à, cái người chủ trước khi mà mình đem tới hai các em ha. ha thì rất là tinh tế khi mà em góp một cái món ăn đó thì họ đánh giá em rất là cao vì em có tìm hiểu về cái văn hóa của họ tiếp theo nữa là khi mình tới sớm ha bữa tiệc cái bàn tiệc nó chưa dọn ra thì mình nên là đề xuất đề nghị là được giúp đỡ một tay ha đó thì mình dọn bàn ăn ra nè mình trải khăn bàn mình dọn đĩa dọn ly rồi ra họ có bao nhiêu cách mời tới đó mình uh, chuẩn bị thức ăn Ha? hoặc là ăn xong thì mình nên là phụ dọn dẹp vào luôn chứ mình tại vì khi mà khách họ mời tới họ luôn nói là cứ tự nhiên như ở nhà thì mình tự ở nhà mình cũng dọn cũng bày ra đúng không thì mình cứ đề xuất dọn ha thì trừ trường hợp mà họ họ gàn mình lắm họ không cho mình dọn thì thôi còn nếu như mà anh nghĩ là họ sẽ không gàn đâu <laughs> à, nhưng mà nếu như họ đồng ý thì mình vào mình dọn đó là cùng chung tay với nhau giúp đỡ lẫn nhau thì à, mình mình giúp đỡ thì luôn được đáng khen mà đúng không? Thì thành ra các em cứ offer ha Cứ đề nghị lên Thì thành ra có cái bữa tiệc nó càng vui hơn nữa Tiếp theo là cái người Đan Mạch Họ rất là quý căn nhà của họ Nó không giống như Việt Nam mình Nó là cái nhà chỉ là chỗ đi ngủ Hoặc là nghỉ ngơi Mà cái nhà của Đan Mạch là một cái nhà Để mà người ta giải trí nè Người ta thư giãn nè Người ta quý căn nhà của họ Thì thành ra cái nhà họ trang trí rất là đẹp Nó khác Việt Nam là em kêu là dẫn tôi đi một vòng thăm quanh nhà thì có thể là người Việt Nam mình họ không dẫn đi à, nhưng mà người đang mạch họ sẽ rất sẵn sàng dẫn em đi một vòng tham quan căn nhà ha, từng phòng từng cái góc vị trí rồi đó thì tại vì cái này người ta cũng không có tự ra người ta nói đâu người ta tự cái ô Trung hả đi đi một vòng đi tôi chỉ cho quanh quanh cái nhà này coi nè thì người ta không nói vậy tại vì người ta người ta nghĩ là mình nổ người ta nghĩ đến mình nghĩ họ đang khoe khoang này sao ha nhưng mà khi mà em hỏi ui nhà của bà alex đẹp quá bà có thể là cho tôi tham quan một vòng được không thì người ta rất sẵn sàng rất sẵn lòng ha đó thì để em tham quan trong khi tham quan em có những cái lời khen ha đó thì nó rất là tuyệt vời đó, và cái tình cảm giữa em và người chủ đó, nó càng tốt hơn nữa và trong cái bữa tiệc em ha tức là mình sẽ không có nói về cái chuyện công việc làm ăn hay kinh doanh gì cả tuyệt đối không nha em họ mời tới chơi thì mình chỉ tới chơi thôi ha? giờ nào việc đó không thể mình không có nói về mấy cái chuyện công việc làm ăn ha thì như vậy nó mất cái cuộc vui của cái buổi họp đó đi ha phương tây nó khác mình nó khác ngồi nhậu vô á việt nam mình lại nói cái gì cũng nói hết trơn ha. nhưng mà bên bên đan mạch thì khác ha nào business thì mình qua một cái buổi họp business riêng ha ok vậy thì trong lúc mình ngồi mình ăn như vậy thì mình nên làm gì cho nó lịch sự trên cái bàn ăn ha khi mà em tới nè em chưa có chỗ ngồi em đừng có kéo ghế ra em ngồi liền ha tại vì có thể là cái vị trí đó đã được xếp cho một người nào đó quan trọng hơn mình hoặc là một cái người nào đó uh, đã được định sẵn định danh sẵn rồi ha. hay là tay họ tay trái họ phải ngồi cái vị trí đó chẳng hạn thì thành ra là em đừng ngồi ha thì em chờ người chủ họ sẽ chỉ cho mình ngồi chỗ nào mời mình ngồi ở đâu thì mình mới nên ngồi xuống ha thứ hai nữa là trong cái bữa tiệc thường đó là họ sẽ ăn theo cái kiểu continental tức là cái kiểu um, À, xuyên lục địa ở đó ha, châu lục ở đó thì họ sẽ dùng à, nĩa với dao thì à, cái quy tắc là cái nĩa thì cầm bên trái, dao thì cầm bên phải em nào mà nghịch tay thuận tay trái thì có thể đảo ngược lại à, không vấn đề gì hết ha thì à, đó khi mà lấy thức ăn thì sao thì các em à, à, sẽ dùng cái này ha, lấy tức là trước khi mình bỏ lên miệng mình <laughs> trước khi cho vào miệng mình mình ăn đó, thì mình nên lấy thức ăn trước ha Nhà, như em thấy ở đây tức là khi mà mình lấy thức ăn nè hay là khi mình ăn á thì hai cái bàn tay của mình ha hai cái bàn tay lúc nào nó cũng cho người ta thấy được cái bàn tay của mình chứ mình không có để dưới chân nè dưới đùi hay là mình mình quát tay lên ghế như này ha thì nhìn nó rất là thô kịch mà nó kiểu như là nó bận nông á ừ. thì cái đó mình không có nên làm mà mình nên để hai cái tay mình lúc nào nó cũng ở trên mặt bàn để người ta thấy ví dụ như em muốn cái tay em muốn nghỉ ngơi á thì cái cổ tay của em nè ha cái cổ tay em sẽ để lên trên cái mép bàn ha những cái cổ tay của bà này bà sẽ để trên cái mép bàn ở đây để mình nghĩ ha đó trong lúc mình nói chuyện hay là mình đưa tay lên các thứ thì nó sẽ rất là linh hoạt ha cho nên mình không có để tay dưới bàn mỹ thì một tay nó để nó để trên bàn nó ăn còn một tay nó để dưới bàn luôn nhờ bên đang mạch cái văn hóa nó khác em ha à, thì mình học cái này để mình biết rồi à, khi mà người ta đã các món ăn lên nhiều món ha có thể món ăn được có thể món không ăn được nhưng cái cách mà mình lịch sự mình tôn trọng cái người đầu bếp hay người gia chủ đó là mình sẽ thử hết tất cả các món và để mình biết được mình ăn được hay không thì các em nên lấy một chút thôi ha mỗi phần một chút và nếm thử đó để mình trải nghiệm luôn cả cái ẩm thực của cái người đang mạch xem coi là như thế nào ha món đó ăn ngon hay không em có thể đặt câu hỏi là, là à, món này tẩm ướp như thế nào cách công thức chế biến ha thì nó khá là hay như là trước tụi anh qua đó thì cái bà Alexandra bà có mời tụi anh tới ăn đó thì có cái món thịt heo quay rất là ngon ha? và tụi anh hỏi hỏi về cái công thức và cái cách chế biến hỏi thành ra mình cũng học hỏi thêm được một chút về ẩm thực đan mạch rồi lấy thì lấy ít thôi nha em đừng có lấy đầy dĩa xong lát ăn không hết <laughs> thường thì cái chủ nhà họ thấy mình ngại họ thường sẽ là lấy cho mình ha nên lấy lần đầu tiên hoặc là lấy tới lần thứ hai thứ ba mà em thấy ngại quá ừ, hay là em không muốn ăn nữa thì em cứ từ chối ha thì cái này không có làm họ bị tổn thương đâu không có làm họ buồn À, rất là rất là dễ chịu thôi. Ừ. Tại vì đôi lúc người việt mình hơi ngại lúc ăn uống gì cũng khép nép á thì thành ra họ sẽ gấp cho mình họ bỏ họ nâng họ cái thức ăn lên để cho mình. À. Rồi khi lấy thức ăn á thì à, trên bàn nó có nhiều cái dĩa thức ăn đúng không? thì em nên lấy bưng cái bê cái dĩa đó lên. xong đó em lấy cái muỗng sạch á em à, múc một phần cho vào cái dĩa của em. ha chị em không có đưa cái dĩa em lên xong mà thò cái 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 giá hay cái muỗng lại chỗ cái đĩa thức ăn để múc lên Thì như vậy nó không có nhìn nó không có đẹp Mà em nâng cái dĩa thức ăn lên em múc một phần nhỏ cho mình sau đó em đặt cái dĩa thức ăn trở lại để cho người khác dùng ha, thường đó thì anh thấy là mình lấy đủ một dĩa cho mình ăn từ đầu cho tới cuối bữa tiệc anh thấy thường là như vậy ha, còn nếu em muốn ăn thêm thì nó cũng không có vấn đề gì cả nhưng mình nhớ cái cách lịch sự này ha mà khi ăn em thì em phải ăn hết luôn ha, ăn trọn chứ em đừng có để lại một phần thừa về người đang mặt họ không có lãng phí thức ăn ha em nhớ cái điều này ha rồi khi ăn ở Việt Nam mình thường là ăn cho đầy miệng luôn cho đã chó ngon <laughs> à, như ăn múc ban rồi đó không ăn cho đầy miệng luôn ăn thịt nhanh ngòm ngòm ngồm nhìn như vậy ăn vậy nó nó bằng nông lắm nó không có đẹp thì thành ra khi mà em ăn với người đang mặt trong cái buổi tiệc đó em nên lấy những cái miếng nhỏ những ngụm nhỏ bỏ vào miệng thôi và ăn thường là em nên khép miệng lại nhai ha và khi ăn em đừng có làm đừng có phát ra cái tiếng động chóp chép thì nghe nó rất là ghê rất là tởm <laughs> mọi người đang mặt họ họ thấy nước miếng rồi các thứ nhẽo nhẽo rồi rồi nghe, nghe cái chóp chép rồi đó hoặc là em ăn mà cái miệng em nó hả ra nhìn thức ăn ở trong nó đảo qua đảo lại nhìn nó rất là ghê thì thành ra là mình ăn mình phải ăn từng miếng nhỏ không được ngờ hoàng và ăn xong mình nuốt nữa tại vì lúc mà ăn em nó không có im lặng như việt nam ăn ăn hoài mà ăn phải nói chuyện nữa thành ra em ăn miếng nhỏ là họ có đặt câu hỏi với em thì em biết dừng lại em nuốt được em dừng lại em trả lời ha chứ em ăn miếng to quá ờ, oh. bạn thấy uh, cuộc sống mọi đang Mạch như thế nào <laughs> thì thành ra là nhìn nó rất là ghê ha nhìn nó giống như mình đói lắm rồi đó ha thì thành ra em nên nhớ cái điều này tiếp theo nữa là cái người ngồi bên trái của chủ tiệc thông thường sẽ nâng ly nói cái lời cảm ơn à, lúc mà ăn tráng miệng tức là cảm ơn gia chủ đã mời mình tới á hay là mời mọi người tới thì thành ra khi mà em đi với một nhóm bạn nè và em thân với người chủ và họ mời em là người chính ấy, thì em nên uh, nâng ly lên và cảm ơn họ lúc mình ăn tráng miệng ha đây là cái lúc mình nói cảm ơn đó cái lời lúc mà mình gặp thì mình nói lời chào này. lúc mà mình khai vị ấy, thì ông người chủ ấy, sẽ nâng lên còn khi lúc tráng miệng thì mình mới nâng lên mình cảm ơn nha rồi khi mà mình đã ngồi ở bàn tiền rồi nào thì mình sẽ chờ người chủ người chủ sẽ nâng ly trước chứ mình không cầm ly trước mình không uống trước À, người chủ họ nâng cái ly lên và nó school tức là vô đó ha school là vô thì khi người ta nói school thì em em mới school vô theo là khi uống xong rồi bắt đầu mình bắt đầu ăn ha, chứ mình không có vô mình ngồi mình ăn trước xong cái cái, cái chủ nó bắt đầu mới mời mình sau thì như vậy nhìn nó không có đẹp chỗ nào không lịch sự xíu nào rồi khi mà em nâng ly á à, khi mà em nâng ly thì em nên đưa ngang cái tầm mắt của mình thôi sau đó em sẽ nhìn mọi người chứ đừng nhìn cái ly Ha, em nhìn mọi người và có một ánh mắt ha, nở nụ cười thân thiện vào, đó hoặc là nhìn cái người mà gần em nhất, ấy, ha, đó, thì như vậy là mình mình có một cái tầm, <laughs> ha, mình có một cái gu uống và một cái cách mà ứng xử trong lúc mà mình school, đó, thì nó rất là hiện, nó hay, rất là hiện đại. Ừ. Việt Nam mình vô cái là cầm cái ly rửa đúng không? Vô cái là nhìn cái ly không mà Chứ không nhìn người ta. Thành ra em mời người ta mà, đúng không? <laughs> Thành ra phải nhìn người ta cái ánh mắt nhìn ánh mắt, ha nam nhìn nam hay nam nhìn nữ cũng được không vấn đề gì cả. Rồi đó là về cái phần à, đời thường ha còn đây là về cái phần mà business tức là những cái quy tắc ứng xử khi mà mình có một cái cuộc họp với họ hay cuộc hẹn hay là lúc mình đàm phán làm ăn á thì cái này nó sẽ ít nó ít liên quan tới cái quá trình thực tập sinh của tụi em cho nên là cái phần này anh sẽ đưa vào trong cái lớp học đó là cái lớp kinh doanh. À, hay là cái lớp uh, lớp kinh doanh mà anh sẽ dạy cho các bạn chia sẻ cho các bạn sinh viên mà đi đăng mạch của tôi anh ấy. thì cái này lớp này hoàn toàn miễn phí thôi, tôi anh chỉ đào tạo thêm nó để các em biết là sau này các em có thể về nước các em khởi nghiệp thì thành ra là cái phần này thì anh sẽ chừa lại ha để mà hướng dẫn cho các em nào đi qua đăng mạch và sẽ học ở bên đó à, một em nào mà muốn lấy lại cái slide này hay là muốn học hỏi thêm về những cái quy tắc ứng xử uh, giữa mình và người đăng mạch trong cái lúc mà mình thực tập bên kia Thì em có thể add giao lưu của anh là số 077-777-5063 à, Anh tên là Trung Arava Hoặc là Facebook của anh là Trung Thanh Nguyễn à, Mà cái áo đỏ giống như vậy nè à, Và chấm cái cầm vậy <laughs> à, Thì à, tụi em kết nối với anh à, Để mà anh à, giúp tụi em thêm, hướng dẫn tụi em thêm Rồi thì à, qua cái video này Thì anh hy vọng là các em sẽ hiểu biết hơn Về một số cái quy tắc và nguyên tắc à, Những cái phép lịch sự và ứng xử Trong lúc mà mình kết bạn giao lưu với cái người Đan Mạch À, và anh hy vọng là em sẽ có một cái mối quan hệ rất là tốt à, để mà giúp đỡ cho em về sau này càng nhiều mối quan hệ thì em càng dễ thành công à, anh trông cảm ơn em đã xem video và hẹn gặp lại các em trong video lần sau